Đây, hôm nay em sẽ giới thiệu cái cách trồng cây lan cát giống. Về giá thể thì mình có thể trồng bằng than. Tiêu chuẩn là ta phải ngâm nước trong vòng 5-6 hôm, khi nào than nó chìm xuống đáy chậu là được. Như đây là em đang ví dụ thì cái than này mới ngâm, nó vẫn nổi. Hoặc là vỏ thông. Vỏ thông thì ta chỉ cần ngâm một ngày. Và tất cả thì phải được xử lý bằng thuốc diệt khuẩn. Thuốc diệt khuẩn có thể dùng Becona hoặc là cái loại bio này đều được. Và nồng độ pha thì ta pha 3ml trên 1 lít nước. 3ml Becona hoặc là bio trên 1 lít nước. Phải ngâm vào giá thể. Khi được phần giá thể thì ta tiến hành trồng. Trồng thì cái kích thước than là ta để tầm cỡ này. Đường kính nó tầm 2-3 phân ở dưới. Là những cái than ở dưới to. Đây là em đang trồng ở chậu 1.5. Rồi, ta cho than non nửa chậu. Phải xa xa, cao cao một chút. Rồi, đây là cây cát giống. Đây là cây B5. Cây này sẽ sổ ra nhiều mặt bông đẹp. Còn loại cát 40.000 hàng tem của hàng Thái thì kích thước cây nó cũng tầm cỡ này. Và một cái loại cát nữa là cát em đang có là 21.000 thì cái lô đợt này nó sẽ nhỏ hơn cây này. Cây 21.000 sẽ nhỏ hơn cây này. Còn đây là cây B5, cây hàng sổ số. Cây này là 40. Trồng thì ta chỉ cần dốc cây xuống, dốc đít cây xuống. Giá thể cũ của nó là trồng bằng vỏ thông. Rồi, nó sẽ bị rơi ra nhưng mà kệ, không sao, phải chấp nhận. Rồi ta tiến hành lấy những cục than nhỏ hơn, chèn vào xung quanh. Rồi, ta chèn sơ sơ này. Rồi sau cùng là vỏ thông. Vỏ thông ở đây thì đáng nhẽ là chúng ta phải ngâm. Cái này là hôm trước là em đã ngâm cả cái bao này rồi. Ngâm cả cái bao vào cái thùng phi to rồi. Bây giờ đáng nhẽ ra là ta phải ngâm lại rồi. Nhưng mà thôi, đang hướng dẫn ở đây thì lấy trồng luôn. Cho vỏ thông vòng quanh. Ta trồng cái độ sâu là cách miệng chậu tầm 0,5 phân. Cho nó có cái gờ, nó đến cái gờ ở đây. Trồng đến bằng cái gờ là đẹp. Thế còn giá thể thì cũng bằng với phần gốc của cây. Rồi, cuối cùng là ta cho phân dê. Phân dê này thì cũng đã được ngâm Becona. Becona hoặc là bio. Đây em ngâm cái bio này. Cái thuốc diệt khuẩn này thì là an toàn cho da. Tuy nhiên là nếu mà để cẩn thận thì ta nên đeo khẩu trang, đeo bao tay vào. Đây, không cần. Cái này nó không làm hại da mà không cẩn thận để sức khỏe. Nó đơn giản chỉ là thuốc diệt khuẩn thôi, kháng khuẩn thôi, diệt khuẩn. Ta không nên để phân sát gốc quá. Đấy, như thế này là được. Cây này thì sau khi trồng thì 1.5 năm, 2 năm sau là có thể cho hoa được. Cái cát giống này. Và bây giờ chế độ chăm sóc thì mình phun phân 30-10-10 kết hợp với B1.
30-10-10 1 gam V1 1ml pha với 1 lít nước. 4 hôm ta tưới một lần cho cây. Rồi, chúc anh chị thành công.